ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Trời ơi, tao nói thiệt, cái hai thằng bay hôm bữa là xui. Dạ xui thôi. Còn bây giờ tụi bay nhìn thử đi, ở đây nè, vắng vẻ, thoải mái. Không lẽ giờ tao nói chuyện cái thầy Tâm chạy ngang qua hả? Thôi, thôi, thôi. Trời, thầy, thầy bay ơi, thầy, thầy. Sao tự nhiên đi ngang qua vậy ta? Tao thấy là thầy thấy tụi mình rõ ràng mà. Đúng rồi đó, tao đi ngang thấy rõ ràng ánh mắt của ổng nhìn là nhìn ba đứa mình nè. Mà ổng giả bộ như không thấy, ổng phớt lờ, ổng đi một đường một luôn. Ê, 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 ê. Có khi nào ổng thấy mặt mày ổng ghét quá, ổng thèm nhìn đâu. Lý hả? Đâu ra chuyện đó. Không, chuyện đó là chuyện của thầy, giờ kể ổng đi. Cái này mới ghê nè. Bây giờ tự nhiên ba thằng ngồi đây mà chút xíu nữa văn phòng chạy ngang qua tưởng trộm là bắt đi chết luôn đó. Giờ sao? Sao? Bên đường có quán nước kìa. Đi qua bển ngồi đi. Quán nước bển nhìn thấy không? Nó mát. Để. Tao thấy vậy cũng được. Ừ, trả nón nè. Cảm ơn à. Ba cái đứa quỷ sứ này, nó tới đó chi không biết nữa. Không lẽ nó cũng đi cắt tính tài xế? Không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi. Dạ, dạ em nghe nè thầy. Ừ, em đang ở mô rửa. À, dạ em đang ngoài đường. Ờ à, thầy nhờ em giúp một việc. À, dạ thầy nói đi thầy, giúp được em giúp mà. À, thầy nhờ em sáng nhà thầy cho mẹ thầy đến bác sĩ. Rồi em trồng cho mẹ thầy cái hàm răng. Sao được thầy? Hả? À, sao không được? Ủa vậy là bây giờ em phải đi qua tới nhà thầy chở mẹ thầy đi hả? Ừ. À, nhưng mà em đang bận thầy ơi. À, thầy cũng đang bận rồi. Thầy bận gì? Thầy bận đi cắt tinh tài xế. Ủa cái gì? À, không không. Thầy thầy bận đi cắt tinh phim. Phim. Ủa phim tên gì vậy thầy? Phim tên phim này chưa có tên. Chừng nào quay phim xong dừng xong người ta mới đặt tên. À, dạ dạ vậy giờ thầy cho em địa chỉ nhà đi. Nhà thầy ở Huế. Cái gì? Vậy là giờ em chạy ra Huế đi em chợ mẹ thì đi làm răng hả? Ờ không. Thì thầy là ở Huế nhưng mà đi vô trong Nam lâu rồi. Ồ, à, dạ vậy thầy cho em xin địa chỉ đi thầy. Ừ, để thầy nhận địa chỉ cho em à. Dạ. Ủa, bộ bây giờ mày định qua nhà thầy Tâm hả? Khùng hả? Nói giỡn thôi chứ ai làm. Ủa chứ mày hỏi địa chỉ làm gì? Một tháng nay dám cho tao lao nguyên cái sàn của lớp. Bây giờ hai mày coi, đã tới lúc thằng Trọng này phải ra tay. Mày đừng có nói với tao là mày định đốt nhà thầy Tâm nha. Mày điên hả? Alo, anh gì đó hả? Anh ơi, anh có thể nào anh giúp em một chuyện được không? May quá, còn 10 phút nữa. May mà nghĩ ra cái kế này, không là bị ba thằng học trò nó cướp mất cái công việc này rồi. Nè, hai đứa tụi bay muốn coi phim hay là phải chờ đợi và có sự kiên nhẫn, hiểu chưa? Ê, ổng mà biết cái vụ này là mày tiêu nó nha con. Sao biết được? Dù khi hai mày bán đứng tao. Mày nói cái gì vậy? Mày nhìn tao đi, nghĩa khí vô cùng. Còn tao á là vô cùng nghĩa khí. Ba đứa chơi với nhau hợp quá mà. Hả? Không, giỡn thôi. Nè. Sao? Nếu như mà tụi mày đã nói như vậy thì bây giờ hai đứa bay thề đi. Thề sao?
thề độc. Thề bình thường được không? Không thề độc. Ôi thề bình thường đi. Mày bị điên hả? Thề là thề độc chứ thề bình thường là thề gì? Chẳng hạn như là đi học, đi xe đạp ngoài đường cán đinh thôi. Mày thề thêm đi. Thêm gì? Cán đinh, mày không có tiền mày giá, cái mày đi giật tiền của người ta, cái bị người ta đánh chết. Thôi đi mày ơi, thề bình thường thôi, vậy ác lắm. Mày vừa phải thôi, chuyện có chút xíu mà mày làm thấy ghê. Bắt thề thốt, không lẽ bây giờ tao thề cha mẹ tao ly tán, anh em tao từ mặt nhau, ra đường xe cán mới vừa lòng mày hả? Thằng ngu. Mày mới vừa thề á, tại sao mà mày phải nói là đường xe cán? Chết trong nhà cũng được mà. Mày mới ngu á. Ê ê, vậy là coi như hai bay thề rồi nha. Yên tâm. Mày đứng lại, mày đứng lại. Mà mày hay quá ha. Mày không chở má đi làm răng giả là thì ra mày có hẹn với gái ở đây phải không? Không có. Không đâu có mà, tự nhiên má ra đây nữa. Trời đất ơi, mày hôm nay mày dám lừa gạt má hả? Cũng nhờ chú xe ôm má mới biết mày hẹn với gái, mày bỏ má đi ra chợ là trời. Đâu ra cái ông xe ôm đi nữa. Con ôm cái gì? Mày con gạt má hả? Không có, con không có gạt chi mà cả. Con cũng đâu có vì gái mà con bỏ má mà nói như rửa. Lỡ như là tao không nhờ chú xe ôm, mày làm sao tao biết mày gạt tao? Hả? Con... Ê, mày đừng có nói với tao là thằng xe ôm là học trò mày luôn nghe. Không, không, xe ôm nào mà học trò con. Học trò con trẻ hơn, con nhờ nó mà sao mà từ bây giờ là mày, xe ôm. Mày quá đáng lắm luôn nghe chưa. May là người ta thấy tao già cả nè, người ta thấy thương tao nè, người ta mới nói sự thật cho tao biết, tao mới biết mày hẹn ở đây. Trời ơi ông trời, ông ngó xuống mà coi nè trời. Con của tôi nè, tôi có một đứa con trai duy nhất hả? À, ông chồng ơi, ông đợi mà ông sống cho em coi nè. Ủa, đang ở ngoài đường mà. Ủa ngoài đường là sao hả? Ý mày nói sao, ở ngoài đường là tao không dám phải không? À, tao ăn liền với mày luôn nè, mày coi nè, mày tưởng tao không dám. Trời ơi, trời ơi, bà con bé ơi. Ông trời, ông nói xuống mà con trai tôi nè, tôi không một đứa con trai à. Mà nó đối xử với má nó như vậy, nó hẹn với gái, nó bỏ má nó. Trời ơi, má, trời người đi đường người ta nhìn kìa. Ông nhìn kìa, người ta chứ, tao thích thì tao lầy thôi. Trời ơi, trời. Bây giờ mày hứa với tao đi. Con hứa cái chi? Mày bỏ nhỏ đó đi, tao đứng lên. Con là con nhỏ nó đâu? Cái con nhỏ mày đứng mày đợi đây nè. Đâu con đâu, con đừng đợi. Mày không hứa, mày không có tao lầy đó. Trời ơi, con hứa, con hứa. Ok con. Đi con, vậy mới là con trai ngoan của má. Đi con, đi nghe. Thì đi đi. Chở má đi làm răng. Thì đi đi. Tao mắc cười thiệt luôn á. Tao không ngờ ông thầy Tâm như đứa nít vậy mày. Ê, mà công nhận mẹ của thầy dữ ghê mày. Ê, nói nghe nè, sao mày làm được chuyện đó vậy chồng? Thì tao gọi điện cho ông xe ôm ở gần nhà đó, chạy qua nhà của thầy Tâm, nói với mẹ thầy Tâm là thầy bận đi chơi với gái, rồi nhờ ông xe ôm chở mẹ thầy Tâm đi làm răng. Mà tao không ngờ á, mẹ thầy Tâm phản ứng dữ dội gì luôn á. Mày ghê thiệt, đúng là diệu kế luôn. Nói thiệt nha, mai mốt tao không dám làm phật lòng mày luôn á. Thôi, giờ chắc cũng hả dạ ha. Tới giờ cáp tin rồi nè, vô cái tin tài xế nè. Hả cái đầu tụi bay á, thích thì đi đi, tao không có cáp đâu. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.